Bây giờ tôi không cần chứng tỏ điều gì nữa cả, mà giờ tôi muốn trải nghiệm cuộc sống với tất cả cung bậc cảm xúc chưa từng, Lệ Quyên bày tỏ. Gần 20 năm qua từ khi thành danh với album đầu tay, Giấc Mơ Có Thật, Lệ Quyên chưa từng tham gia bất cứ một cuộc thi nào. Vậy nhưng ở tuổi 42, khán giả ngỡ ngàng khi nữ ca sĩ, sầu tím Thiệp Hồng, nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, phiên bản Việt. Nói về quyết định tham gia chương trình này, Lệ Quyên cho hay đây là thời điểm cô đủ trưởng thành và tự tin. Nếu ở thời điểm này, tôi làm ban giám khảo hay ban cố vấn là chuyện rất bình thường, tôi phải làm người chơi thì mới vui, nữ ca sĩ bày tỏ. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên viết, Quyên của tuổi 42 mà ngỡ như đang lúc xuân thì rào rạt sức sống nhất, bởi nó là thanh xuân với hào quang của sự trưởng thành. Lúc này, tôi lại làm thí sinh để nếm đủ hỉ nộ ái ố của cái gọi là tàn khốc trong mỗi cuộc thi, việc mà cả tuổi trẻ tôi không thích. Hay đúng hơn tôi chưa đủ tự tin để làm thì bây giờ tôi dám làm mà còn rất hào hứng nữa cơ. Nữ ca sĩ tâm sự thêm, có người hỏi, ở vị trí của tôi thì có ngại không? Tôi trả lời, bây giờ tôi không cần chứng tỏ điều gì nữa cả, mà giờ tôi muốn trải nghiệm cuộc sống với tất cả cung bậc cảm xúc chưa từng. Hãy vượt qua giới hạn bản thân, miễn không sai và trong khuôn khổ cho phép để được cống hiến nhiều hơn cho khán giả. Được biết, Lệ Quyên cũng đã suy nghĩ nhiều tháng liền mới quyết định nhận lời góp mặt trong chương trình này sau khi xem kỹ format và cân đo đong đếm quỹ thời gian của bản thân. Giọng ca 8X bày tỏ một khi nhận lời tham gia với tư cách người chơi, cô sẽ quyết tâm, thể hiện hết mình, chơi, tới nơi tới chốn. Không chỉ riêng tôi, những chị đẹp trong mùa đầu tiên này sẽ cống hiến những sở đoản của mình. Còn về sở trường, các chị em tham gia chương trình đã khẳng định được trên con đường hoạt động nghệ thuật của họ rồi. Vì vậy, không ai cần khẳng định chuyện đó ở sân chơi này nữa, nữ ca sĩ chia sẻ. Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, cha là văn công và mẹ là nghệ sĩ hát chèo. Lệ Quyên bộc lộ năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Dù thi đỗ vào hai trường, Nhạc viện Hà Nội và Đại học Văn hóa Hà Nội, nhưng nữ ca sĩ lại chọn Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên môn về âm nhạc. Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ có mức cát xê cao nhất tại Việt Nam. Lệ Quyên đã từng kết hôn với ông bầu Lê Đức Huy vào năm 2011 và có con trai tên Lê Kỳ Anh. Tuy nhiên đến năm 2020, hai người đã ly hôn. Sau khi chia tay, Lệ Quyên đã trao quyền nuôi con cho chồng cũ và hiện tại nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên tình mới kém cô 12 tuổi Lâm Bảo Châu.